Ngày hôm nay em Trâm sẽ lên sóng chiếc xe này, mời các bác xem. Một mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc các bác nhá, được mang tên là Hyundai i30. Và đây các bác xem cho em này, nước sơn nó rất bóng luôn. Đấy, cặp đèn pha xịn cao cấp nguyên bản theo xe, có đèn bi cầu. Và con này thì vẫn là một chủ từ đầu các bác nhá. Đấy, một chủ đầu biển 30 đây, chưa sang đăng ký lần nào và cũng chưa sang chủ khác lần nào. Đấy, chiếc này em mua của chính chủ luôn. Bác nào mà mình mua chiếc xe này về là ok này, vì đây là chiếc xe mà người ta chạy ít, sử dụng mà khá là giữ gìn các bác nhá. Với động cơ là máy 1.6 số tự động. Đây là nội thất bên trong của chiếc xe mà em đang giới thiệu, quay qua cho bác mình xem một chút. Đấy, đây là cần số đây nhá. Đây, điều hòa và âm thanh đây. Nội thất của xe thì rất là sạch sẽ gọn gàng. Đấy, và đây các bác nhìn cho em những cái phần vị trí quan trọng như là cái vô lăng, đúng không ạ? Vô lăng của xe là nó không bị mòn mấy, đúng không ạ? Tất nhiên thì nó cũng chỉ hơi mờ đi một chút theo thời gian thôi. Thế nhưng mà nhìn đây thì các bác thấy là vô lăng đây là vẫn còn khá là đẹp so với cái đời của nó, đúng không ạ? Đấy, xe trang bị thì có hai túi khí nhá, một túi nằm bên đây và một túi nữa được thiết kế đặt ở giữa vô lăng. Đấy, có khóa khiển kìa, đúng không ạ? Nội thất là tông màu đen, bên ngoài là màu bạc. Đấy, xe vẫn còn zin các bác nhá. Đấy, xe bên em bán thì các bác biết rồi. Đấy, toàn xe đẹp, toàn xe zin thôi. Nhất là về thân vỏ zin này, đúng không ạ? Đấy, thân vỏ zin. Còn cái xe này đấy ạ, thì là cái củ máy, củ số của xe là vẫn còn zin nữa nhá các bác nhá. Đấy, máy số của xe này hiện tại là vẫn còn zin luôn. Đây, đây là phía sau của chiếc xe Hyundai i30. Đấy, mẫu này được nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá, chứ không phải là lắp ráp đâu, mà được nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Và bên em cũng có thêm một chiếc Hyundai i30 màu xám nữa các bác nhá. Đấy, thì hiện tại cửa hàng bên em là đang có hai con, đúng không ạ? Và những dòng khác nữa thì rất là nhiều. Đây các bác xem này, rất là đa dạng chủng loại, mẫu mã, đúng không ạ? Các bác quan tâm đến ô tô cũ thì mình hãy đăng ký kênh bên em nhé, để cùng tham khảo. Đấy, tham khảo mình ưng chiếc xe nào thì mình gọi điện bên em để được chốt chiếc xe đó nhé. Đây, gương kính của xe được làm hết ở đây. Đây, chốt cửa này. Đây, đây là phần cắp nô. Đây, vô lăng của xe thì các bác thấy là có tích hợp những cái phím điều khiển, âm thanh, rồi đàm thoại dành tay, đúng không ạ? Đấy, những phần vị trí này các bác nhìn này còn khá là ok, tem còn nguyên này. Đấy, sàn của xe được bọc da rồi các bác nhá. Tiếp mở máy cho các bác xem phần khoang máy. Máy của xe rất đẹp luôn, rất sáng. La răng đúc nguyên bản theo xe này, rồi có phanh ABS, phanh đĩa các bác nhá. Đèn trước đèn sau sáng đẹp. i30 thì bao giờ nó cũng sẽ rộng hơn thì i10 hay là i20 rồi, đúng không ạ? Đấy, rất là rộng rãi. Và chạy dòng này thì nó sẽ là nó sẽ chắc hơn, nó đầm hơn. Riêng về những dòng xe Hyundai thì các bác yên tâm rồi, về chất lượng cũng như là về phụ tùng, đúng không ạ? Phụ tùng thì sẵn rẻ và đồ đạc thì rất là bền. À, bây giờ thì em sẽ mời các bác xem vào cái phần nội thất bên trong của chiếc xe Hyundai i30 này của bên em nhé. Các bác cùng xem, cảm nhận. Cái keo chỉ đây nhá, keo chỉ của xe là vẫn còn đây này. Đấy, các bác xem. Đấy, vẫn còn. Cam kết cho các bác là xe không lỗi đâm đụng hay là tai nạn gì. Đấy, bên em bán hàng như vậy, bán ra đều cam kết cho các bác luôn. Đấy, những vị trí này là vẫn là da xịn đây này. Đấy, da xịn nguyên theo xe nhá. Đấy, các bác xem. Đấy, âm thanh nghe thì rất là hay và đỉnh rồi. Khung sườn vách cửa xe là không han gì, không mối mọt, không bị thủng mọt các bác nhá. Đây, mình đón xem những cái vị trí của chiếc xe này. Đấy, những phần răng cửa này, khe mép các kiểu này, cột kèo đinh tán nguyên các bác nhá. Đây, những cái đồ nhựa ở bên trong xe của nó này các bác nhìn xem, nó còn khá là ok, đúng không ạ? Và ghế thì đây các bác xem này, cũng đã được là lót thêm một cái bộ áo ghế rất là xịn sò. Chỗ này là hạt gỗ, ngồi sẽ được mát và thoáng hơn, đúng không ạ? Lái nhẹ nhá. Và đây các bác nhìn nhá, những cái vị trí như là km đây. Hiện tại thì các bác thấy là hơn 10 vạn một chút xíu, đúng không ạ? Và đây nhá, mình hãy liên hệ cho bên em theo hai cái địa chỉ và hai số điện thoại này nhá, để được tư vấn nhiều hơn nữa. Bên em thì có mua, có bán và có đổi các xe. Bác nào mà mình có xe gì không dùng nữa thì mang đến bên em mua lại cho nhá.
mua cho các bác với giá hợp lý luôn. Đem quay gần một chút cái vô lăng này. Đây, vô lăng đây. Rất là mịn màng đúng không ạ? Đấy, chỗ này củ số cũng đẹp này các bác này. Đấy, cần số zích zắc nhá, hiển thị điện tử ở đây. Đấy, chỗ này có cổng điện ra 12V và có đầu cho các bác mình cắm nghe nhạc đúng không ạ? Âm thanh đầu đài hay. Đấy, tất cả kính của xe đều là kính zin nhá. Đều là đời 2008 cũng nhá. Đấy, con này là đời 2008 và đăng ký là đầu cũng là năm 2008 luôn. Đây mấy ông cửa đây các bác xem này, keo chỉ đây. Đấy, phần cánh cửa đây các bác xem này. Ok chưa ạ? Đấy, tuy rằng là đời thấp nhưng mà bên em thì toàn tuyển chọn những chiếc xe gọi là xe chất lượng về bán thôi. Đấy, xe kém là không nhập về đâu các bác nhá. Xe chất lượng thì tất nhiên thì cái giá thành của nó cũng phải phù hợp với cái chất lượng của nó đúng không ạ? Đấy, bác nào mình muốn cái chiếc xe gọi là giá rẻ giật mình ấy và gọi là giá rẻ hơn bình thường đấy thì những chỗ bên em là không có nhá. Em không có đâu. Bác xem. Đây, những cái phần chân ghế này các thứ nó không bị thiếu này, không bị mất này. Đúng không ạ? Đây vách cửa đây các bác xem này. Không han mục mọt gì đúng không ạ? Lốp của xe khá dày. Đấy, la răng đúc đẹp này. Đấy, đèn này rất là mới đúng không ạ? Cốp lục của xe thì bấm vào đây nhá. Đấy. Có nút công tắc điện ở đó, mình bấm vào đó là sẽ mở được cốp lên thôi. Và cốp đằng sau rất là rộng rồi đúng không ạ? Mẫu này to cao dài rộng như là một số những mẫu xe SUV gầm cao luôn. Mức độ thì nó thấp một chút thôi chứ còn thì chiều dài này rồi chiều rộng nó cũng khá là tốt các bác nhá. Đây đèn đây. Đèn đây rất đẹp đúng không ạ? Có gạt mưa phía sau, rồi có đuôi, rồi có anten đúng không ạ? Đây là nóc này. Lốp rời cả bộ nhá các bác. Để con xem. Đấy, sơn xi đẹp, luôn bỏ kêu. Rồi, vị trí tiếp theo nữa. Bác nào mà nhìn mà mình nhìn quen keo chỉ đấy ạ, chỉ cần là nhìn qua thôi là biết là keo chỉ xịn hay là keo chỉ là không có hay là keo chỉ dởm đúng không ạ? Tắp ly tắp nô này các bác nhìn này. Các bác mình xem kỹ để nhận biết được là cái độ tươi của chiếc xe các bác nhá, độ đẹp của chiếc xe. Những chiếc xe mà hình thức đẹp thì bao giờ là những cái khác nó cũng sẽ ok theo đúng không ạ? Vì xe chạy ít mà, xe chạy ít thì là hình thức nó mới đẹp được, nó còn tươi xe đúng không ạ? Cửa đóng êm nhẹ nhàng. Đấy. Hơn bỏ gõ kêu. Đấy, sơn xi đẹp. Đấy, các bác ngắm nhá. Bốn kính điện lên xuống êm nhẹ. Đây, kính của xe đều là kính zin đây các bác xem, số 8 này đúng không? Đây, cánh cửa đây. Đấy, những chỗ này nó không bị mòn kém này. Đây các bác nhá. Đấy, và với số tiền của chiếc xe này thì các bác cũng sẽ mua, mình mua tầm khoảng lên quanh 300 triệu các bác nhá. Mà tầm khoảng đó. Đấy, mình cùng xem nốt cái khu vực nội thất bên trong. Đồ nhựa bên trong thì các bác thấy là không bị thiếu, bị gãy đúng không ạ? Tách cửa thêm nữa đây. Rồi đóng cửa lại, mời các bác xem phần vỏ bên ngoài nhé. Đây, đây là phần sơn xi vỏ bé bên ngoài đây. Anh em. Đây, sơn xi vỏ bé bên ngoài đây các bác nhá. Rất đều này, rất là mượt này. Khe mép đều. Gân chỉ đều đúng không ạ? Mua về sẵn dùng, mua về chỉ việc đi, chỉ việc sẵn đổ xăng là đi thôi các bác nhá. Đăng kiểm của xe còn khá dài đúng không ạ? Kính đây các bác xem.
kính lái của xe vẫn còn zin nhé, kính hành là 8 đây. Đấy, đây là phần đầu của chiếc xe nhé. Đấy, từ cái đèn phần đèn pha cho đến cái phần đèn gầm. Đây, đây là lốp tiếp theo nữa, để mời các bác xem này. Đấy. Đây xin nhan gương đây nhá, rất sáng bóng này. Em đóng cửa lại luôn cho các bác mình cùng ngắm phần phía bên ngoài. Được sơn rất đẹp luôn đúng không ạ, rất là long lanh. Mẫu này đi ra ngoài đường thì em nghĩ là nhiều người sẽ nghĩ đây là chiếc xe đời cao. Đây phần nẹp này các bác nhìn này. Đấy, đồ nhựa bên ngoài này. Đây, đẹp nữa này. Đây, các bác nhá. Kính đây, từ cái kính con này vẫn là kính zin luôn. Vâng, em mời các bác xem gầm luôn đây ạ. Đây, những cái phần keo ở dưới gầm đấy ạ, là keo xịn các bác nhá. Đây, keo xịn nó vẫn còn nguyên này. Ba bô lê cu lốp của xe đẹp này, các bác nhìn này. Dòng Hyundai i30 này các bác biết là ngày xưa cũng khá là nhiều tiền đúng không ạ? Xe này đăng ký tên tư nhân chính chủ các bác nhá. Về vấn đề sang tên đổi biển bên em có thể là hỗ trợ cho các bác bình thường. Sang tên luôn cũng được mà một thời gian sau sang cũng được các bác nhá. Thời điểm nào cũng được. Đây cabo lý đẹp này. Đấy, tem nguyên được các bác nhá. Bằng máy sáng sạch sẽ, máy số chất, máy số còn zin, bên em đã kiểm tra các bác nhé. Các bác yên tâm về chất lượng máy và số. Đấy, từ phần bên trong đó các bác kìa, khá là ok. Đây là về tình trạng chiếc xe Hyundai i30 này. Và vâng, bây giờ thì mời các bác xem nốt phần gầm. Yeah, gầm đây nhá. Gầm đây. Các thấy xe ok không ạ? Mình nhờ nhấc máy alo sớm bên em để được chốt giá chiếc xe này. Một cái giá làm sao hợp lý, một cái giá làm sao tốt nhất các bác nhá. Sang tên đổi biển bên em hỗ trợ rồi đúng không ạ? Về thắc mắc gì nữa thì mình hãy alo cho bên em để được tư vấn kỹ hơn, nhiều hơn các bác nhá. Vậy là video này em đã quay xong và em xin được tạm dừng kết thúc video này. Các bác hãy nhớ ủng hộ kênh bên em nhé. Xin chào tạm biệt các bác. Thank you.